Hello, xin chào tất cả anh em. Trước mặt mình đây là con Mazda nha. Đời nó cũng khá sâu rồi. Năm 1995, 95-96 vậy đó. Rồi hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm, đó là chăm sóc nội thất ô tô nha. Sản phẩm này thì dùng rất là ok, nên mình sẽ giới thiệu cho anh em. Cứ trong dịp Tết nè, anh em cứ rảnh rỗi thì cứ về mình bỏ một chút thời gian á, rồi mình chăm sóc cái xe mình cho nó ở trong, nó nhìn cho nó mới và nó đẹp nhé. Đây nè, đó mình đã dùng thử trên xe mình nè. Cái này là mình làm như trong quảng cáo đó, cũng một tháng mấy rồi đó, mà nhìn nó hai bên nó khác biệt không. Tại con này đời nó cũng khá sâu, nên cái phần tắp ly hay ghế da đồ ở trong xe nó cũng phai mờ theo năm tháng á, nó sẽ bạc bạc nè, nó bạc như vậy nè. Đó, mình đặt cái sản phẩm này về rồi và mình dùng thử thấy nó rất là an toàn và hiệu quả và rẻ nữa. Rồi mình đảm bảo là mấy cái trung tâm chăm sóc xe á cũng chả biết cái sản phẩm này đâu, mình dám chắc với anh em luôn á. Nên mình dùng thử á, thấy nó hiệu quả nên mình giới thiệu cho anh em nhé. Bên đây là chưa có làm gì nha, bên đây nó của nó đây, nó chưa dọn gì hết rồi. Và mình sẽ làm trực tiếp cho anh em xem nha. Và trước tiên mình cho cái dung dịch này lên thì mình phải làm lấy khăn mình lau cho nó sạch sẽ cái bụi trước đi nhé. Rồi mình sẽ đổ cái dung dịch lên trên cái miếng xốp nè, nhỏ vài giọt thôi cũng được. Đây, nhỏ vài giọt lên và chúng ta lau đây. Cái này nhìn nó vậy cho nên nó không có dính cái quần áo mình đâu. Để mình lau làm trực tiếp cho anh em xem luôn nha. Và đây nha anh em, mình đã lau chùi cái sản phẩm nó lên rồi nè. Đúng như trên quảng cáo á, nó sẽ mới hẳn lên luôn đấy. Nên các bạn cứ dùng cái sản phẩm này thì mình thấy vừa an toàn này, vừa hợp lý này. Rồi mình nói với các bạn là cái này mình không có bán nha. Cái sản phẩm này cứ lên trên Lazada đó, các bạn gõ tìm kiếm là phục hồi nhựa đen á, là nó sẽ ra cái sản phẩm như này đó, cái sản phẩm mình đang dùng đây. Và một hộp như vậy là hai chai và tặng thêm hai cái miếng mút nữa, hai cái miếng mút để về mình thấm cái dầu bóng lên để mình lau nè. Nói chung là cái nhựa đen trong xe hay là ở ngồi hay là ghế da tắp ly đều dùng được hết nha. Và dùng thì thấy nó rất là tốt mà nó rẻ tiền nữa. Mình đặt tầm hai hộp đó thì tầm 100 mấy thôi, 130.000 thôi, là mình về mình sẽ tự chăm sóc cái xe của mình. Rồi video đến đây là kết thúc nha. Xin chào tạm biệt anh em.